chương trên này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 7142489883. Gọi ngay Mango Tours 8664359746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển điểm Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 8888808345. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Như Hiền và Lê Thái. Và bản tin ngày hôm nay cho những ai ở phía ở khu Agoura Hills ở trên phía đi đi trên Los thưa quý vị. Cái khu vực đó nó bao bọc rất là nhiều rừng rú và những cái đồi của Santa Monica ở đó. Thì hiện tại sắp tới đây cái Freeway 101 đó là một trong cái đường cao tốc mà tấp nập nhất ở trên cái khu Los để đi thẳng lên trên up north có nghĩa là San Francisco vậy thì họ sẽ đóng cửa vào ban đêm để họ xây cái gì quý vị một cái cầu cho những con thú vật hoang dã có thể đi từ cái đồi này qua phía với đồi kia để nó khỏi đi ra đường từ việc họ nói rằng cái khu vực này là khu tập trung của những cái con như là uh, lion là những cái con hổ sư tử này những cái con cáo và tất cả những cái con thú vật ở đó rất là nhiều họ không muốn nó đi lang thang ở ngoài đường và nơi sinh sản của những cái con thú này nữa nên uh, cái đồi này đi qua cái đồi kia thì họ xây một cái cầu để những cái con vật đó có thể di chuyển uh, uh, càng lúc và Cali của chúng ta càng rất là yêu động vật và xây một cái phi quay riêng cho động vật luôn thưa quý vị và họ làm việc giữa đêm ở đường coi như là chespero và đường Liberty Canyon họ xây dựng ở trên cái khu vực đó là Wallis Amber Wi-Fi mà course quý vị cũng thấy đó là cái mô hình thôi nhưng nhưng mà họ sẽ đóng cửa ở rất là nhiều trong vòng cho tới cuối năm 2024 nhưng mà tới 11 giờ 55 là họ mới đóng thưa quý vị còn ban ngày thì họ vẫn để cho mọi người đi để đi lui đi tới nên quý vị biết để mà tránh những cái thời gian đó thì người ta nói rằng cái việc đóng cửa sẽ bắt đầu ở bên phía nam trước tiên và các làng đường sẽ đóng cửa lúc lúc như như Nhi cũng đã nói là 11 giờ 59 và bắt đầu ngày 15 tháng 4 tức là tuần sau rồi và mở cửa lại lúc 5 giờ sáng họ đóng cỡ gần tới 12 giờ và 5 giờ sáng thì mở lại cho tất cả quý vị đi rồi họ có đi tour có nghĩa là đi cái đường vòng qua Kansas nhưng mà họ nói rằng cái đường vòng phải đi local rồi quý vị, đi local vòng vòng vòng, rồi quý vị mới đi lên lại access. Thì cái đường vòng đó họ khuyên là đi xuống đường Liberty Canyon rồi sau đó trở lại cái one one đường Chester để mà quý vị có thể đi tiếp. Và những đường vòng này dành cho những người đi ở du lịch hoặc là trong local ở trong địa phương thì họ nói rằng sau đó họ đi tới và đi tới cái phi quay 405 đó thưa quý vị thì quý vị sẽ có cái đường đi nó thông suốt hơn thì họ sẽ có đi tour rất là rõ ràng chỉ dẫn mà nếu quý vị nào mà muốn biết họ rõ thông tin hơn hay đi làm đi ngang cái con đường đó thì quý vị lên trên website của Agura Hills là cái khu vực này thì quý vị sẽ thấy là họ sẽ ghi chi tiết quý vị đi như thế nào giờ nào và khi nào cái khởi công của họ sẽ bắt đầu cái mục đích mà để người ta xây dựng cái freeway cái con đường mà nối giữa hai cái 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 cánh đường đó qua một cái freeway như vậy thì nhằm để cái bảo đảm là cho chúng ta rằng là tất cả những cái loài động vật hoang dã nó có dư cái đất để mà nó sinh sống hơn nó mở rộng hơn và tránh cái những cái việc mà giao phối cận huyết cũng như là cái phần gọi là cái cân bằng sinh thái giữa hai vùng nó khác nhau một cái vùng thì quá nhiều sư tử núi thì nó lại tấn công để giết những con linh dương giết ừ. những cái con vật bò này con những cái con động vật kia còn một vùng thì quá nhiều những cái con đó thật ra nó người ta ngăn chặn là cho cái việc mà nó nó quá nó không có cân bằng cái hệ sinh thái ở California cũng như là cái tránh cái việc là những cái con thú này nó đi ra ngoài phía quê đây ừ. là một trong những cái sáng kiến rất là hay. Hay mà Lê Thái thấy rằng trong những năm qua California chúng ta vẫn đang từng ngày khắc phục những cái vấn đề chúng ta bảo vệ động vật hoang dã cũng như rừng thưa quý vị. À, chị Như Huyền trước khi mà đưa đến thông tin này thì em hỏi chị chút xíu nè. Thí dụ thôi mà chị ly hôn hay là chị uh, chia tay cái người yêu người chồng của chị đó. Chẳng hạn em muốn biết chị có chồng không em không có hỏi nha. Nhưng mà đối với quý vị, Lê Thái cũng hỏi quý vị luôn là cái chiếc nhẫn cưới á, chị sẽ giải quyết như thế nào? thí dụ như mà à, mình wow tôi bây giờ tôi đã độc thân rồi tôi trở thành một cái single rồi tôi không còn là ở trong một cái relationship trong một cái mối hôn nhân nữa thì chúng ta sẽ giải quyết cái chiếc nhẫn nó như thế nào đeo không, không, ra, đeo. không đeo không đeo sao mà đeo, 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 được trời ơi ly dị rồi tự nhiên em đi đeo chiếc nhẫn đúng rồi bất duyên sao <laughs> quá mấy, mấy anh kia đâu có tới màu mỏng đó <laughs> <quá. Chợ. cười> Cái, màu mỏng của em là tới mà tán tỉnh đó nha quý chứ đừng nghĩ vậy lên tán à, cái thú vị có một cái dịch vụ mà thật sự là chỉ có hoa kỳ chúng ta là em nghĩ là hoa kỳ chúng ta có thôi đó là dịch vụ người ta biến chiếc nhẫn cưới chiếc nhẫn đính hôn <laughs> thành chiếc nhẫn ly hôn và đây là một trong những cái dịch vụ mà chỉ có là trong cà phê sáng cuối tuần chúng tôi mới đưa đến quý vị kính thưa quý vị chiếc nhẫn ly hôn á, thì nó là thật chất là là một trong những cái chiếc nhẫn đính hôn mà được chế tác lại thôi sau khi mà một cái cặp vợ chồng nào đó chia tay trong năm 2022 á, thì ở trên mạng quý vị thấy người mẫu nổi tiếng là cô Emily Ratajkowski là cô này vừa chia tay chồng đã khoe một cái chiếc nhẫn ly hôn của mình ở trên cái mạng xã hội Instagram của bản thân. Và cái sản phẩm của cô được làm bởi Alison Lu, đây là một cái nhà kim hoàng tại thành phố New York, cũng chính là cái thương hiệu đã tạo ra cái chiếc nhẫn đính hôn cho cô khi mà cô đặt chiếc nhẫn đính hôn này vào lúc đám cưới của mình. Và Bekev Arcelian là người cái sáng lập và cũng là CEO của cửa hàng trang sức Bekev ở California. Ông nói rằng á, trong những cái trường hợp của Emily á, thì hai cái chiếc nhẫn ly hôn mới của cô đang đeo đó được chế tác lại từ cái chiếc nhẫn đính hôn cũ gồm là hai viên đá quý mà chính cô và người chồng của cô đã đặt khi mà hai người làm đám cưới với nhau và trong cái việc này thưa quý vị những cái người khách hàng người ta tìm cách tái tạo lại cái nhẫn cưới thành nhẫn ly hôn đã có sự tăng lên đáng kể trong cái thời gian gần đây và theo ông nói rằng mọi người người ta đang tìm cách biểu tượng hóa cái việc là Bước tiếp theo của cuộc hôn nhân đổ vỡ là gì? Trong khi người ta vẫn giữ muốn giữ lại cái giá trị tinh thần của cái trang sức gốc mà người ta đã có, người ta không muốn bỏ đi, người ta cũng không muốn đeo, người ta không muốn cất vào, người ta muốn tách nó ra thành một cái chiếc nhẫn ly hôn để mà người ta vẫn có thể đeo theo một cái biểu tượng khác. Và theo cái thương hiệu trang sức Favor Finer ở New York thì mới đây người ta cũng đăng tải một cái clip thưa quý vị chia sẻ cái việc mà người ta dùng lại cái viên kim cương từ một cái chiếc nhẫn cưới cũ tạo thành một cái chiếc nhẫn mới có biểu tượng là mắt quỷ với niềm tin là bảo vệ những cái người đeo xa khỏi một cái thế lực xấu và nhà chế tác người ta cũng khắc chữ là badass có nghĩa là bá đạo bên trong cái chiếc nhẫn này và những cái nhà thiết kế nhẫn đính hôn tại California cũng chia sẻ những cái trải nghiệm trong việc mà người ta tái chế những chiếc nhẫn cho người đã ly hôn trên trang cá nhân với hơn là 200.000 lượt theo dõi của cái trang này và và ông nói rằng đó nhiều người người ta cảm thấy không thoải mái khi người ta đeo lại cái chiếc nhẫn đó. Nhưng một số người ta lại rất là vui khi người ta lại có thể là đeo lại cái chiếc nhẫn người ta đã từng một đã từng sử dụng với một cái kỷ niệm vô cùng đẹp thẻ nhưng ta muốn sử dụng lại với một hình thức là đổi mới của cuộc sống của họ và có nhiều khách để người ta có thể tái chế nhẫn thưa quý vị và lên trên trang website này quý vị sẽ thấy là nhiều cái kiểu mà người ta có thể thay đổi kích cỡ hình dạng cái chế tác hoàn toàn rất là đặc sắc người ta có thể tắt cái viên kim cương ra hoặc là người ta có thể tắt cái thân cái thân của cái vỏ kim cương ra hoặc là cái vỏ mà chúng ta đeo á, để người ta đeo thành là những cái chiếc nhẫn mà chúng ta có thể là thành cái trang sức mỗi ngày và ông cũng cho rằng cái quyết định mà người ta biến cái chiếc nhẫn cưới thành cái chiếc nhẫn ly hôn đây là một trong những cái điều vô cùng tốt đẹp và nó nên xảy ra ở trong cái cuộc sống hôn nhân nếu như chúng ta gặp đổ vỡ trong vấn đề hôn nhân thật ra quý vị nào mà chúng ta mà đang có những cưới đó mà quý vị mà đã ly dị rồi ly hôn rồi mà quý vị không đeo đăng cất vô thì chúng ta có thể lấy ra chúng ta chế tác thành một cái chiếc nhẫn khác. Ừ. Ờ, nếu không xài thì có thể đưa cho nhiều người Thái. <laughs> ok. Cái đó, đó. cái đó good, idea good, good, idea đó. Yeah. good idea. đúng không? Good idea đúng không? Nghĩa là thứ vị cất khi cho nó ổn vậy, một là đem bán, hai là chế tác lại, ba là đưa cho Như Huyền Lê Thái. <laughs> Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị Cảm bản tin kế Bản tin kế tiếp đó là um, mùa hè này ở những quý vị nào mà bay thẳng từ O'Hare International International Airport ở Chicago thì có những cái chuyến bay thẳng đi tới Rome luôn ở ý thưa quý vị nó rất là khỏe quý vị khỏi phải đi dần ở nơi nào đó rồi bắt đầu mình mới chạy qua mình mình tiếp tục chuyển máy bay để đi qua bên ý qua bên Rome thì đó là cái sân bay những cái chuyến bay đó là United American Airlines và ITA Airways và thành phố Chicago họ đã công bố cái chuyến bay mới này họ sẽ bắt đầu cất cánh từ sân bay O'Hare và hạ cánh tại sân bay quốc tế Rome Leonardo ở Da Vinci ở thủ đô của Ý. và tuyến đường này sẽ hoạt động 6 lần một tuần và sẽ tăng vào tháng 6 lên 7 lần một tuần từ vì mùa hè rất có nhiều người đi chơi và cái ý đồ của những người này họ muốn cái kết nối cái văn hóa của nước Ý và uh, của nước Mỹ lại với nhau gần hơn và mọi người đi du lịch nhiều hơn nữa và America American Airlines sẽ có các chuyến bay đến uh, Venice vào tháng 6 và tiếp tục dịch vụ mùa hè đến Rome và United Airlines cũng sẽ có những cái dịch vụ mùa hè đến Rome và Milan những ai có những người họ membership của American Airlines hoặc United Airlines thì họ cần những cái chuyến bay như vậy và O'Hare cũng đang phục vụ cái số lượng đến điểm ấy lớn nhất từ trước tới giờ vào năm 2024 và cái tuyến đường này sẽ giúp kết nối người dân Chicago với là nền văn hóa lịch sử và phong phú của Rome đã mang lại cho uh, nước Mỹ của chúng ta. Thì những quý vị nào uh, rất là vui nếu mà muốn đi châu Âu chơi vào mùa hè thì có chuyến bay thẳng từ Chicago. Dạ vâng, uh, quý vị giữ hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại. Bảo trợ cho đây.